Hai, lời nói đầu tiên cho bài gắn thay gửi đến toàn thể cô quý chú bác anh chị em và các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Hai, hôm nay mình tiếp tục đi thăm bản các bạn. Đây con này sau lưng mình là bạn thấy dòm biết ai không? Nữ thời săn vlog các bạn, kênh nữ thời săn vlog. Còn đây là FC Tâm Bảy Núi các bạn. Mà bỏ FC rồi giờ còn chỉ là Tâm Bảy Núi thôi nha các bạn. Thì các bạn vô từ ở trên An Giang chạy xuống đây các bạn, thấy anh bạn rủ đi thăm bảy gắn chung thì xuống đây đi thăm với anh. Tại hôm nay mình cũng không có đặt gắn thì thấy anh đặt gắn thì mình bữa nay mình đi thăm bảy ké với ảnh nha các bạn. Đó giờ mời các bạn đi chung với Tâm với anh bảy gắn Cần Thơ nha, với chị nữ thơ săn vlog. Đó giờ mình đi thôi nha các bạn. Hy vọng là bữa nay chúng lớn nha các bạn. Đó, tại vì biết sao có cái dài đó mình cắt ra làm hai phần các bạn. Thì hiện giờ bắt đầu chúng ta sẽ tiếp theo phần 2 nha. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Rồi mời các bạn xem video thôi. Rồi tới điểm này thì thăm các bạn, bên này với bên sông nữa nha các bạn. Bên này cái mùa đang mùa xuống giống các bạn, máy đi chỗ nào máy cũng vậy. Có lấy không? Gì vậy? Cái da rồi. Gì vậy? Cái ông kia rồi. Dính hai chị. Con gắn nữa các bạn ơi. Gắn con giò. Gì vậy? Giò luôn hả? Rồi gắn gì con giò? Nó bự. Gắn quá. Gắn này siêu to khủng lồ luôn các bạn. Nó con giò. Quá chậm. Nó đắt đây luôn. Tại chỗ luôn các bạn. Luôn. Giờ mình nuôi. Anh bạn nói tôi không giữ ngựa sao không chuồng bi. Hôm nay giữ ngựa bị mất ngựa nhiều quá các bạn ơi, về tối nay chiều nay tôi cũng không sẽ bị phạt rồi các bạn ơi. Tôi cũng không đi về Diêm Quả Sơn đi thăm những cháu chắc của tôi ngủ không. Bỏ ngày ngựa đi. Đi liền mà. Động đi liền. Bỏ ngày ngựa xuống tung chuồng đi phải không? Bỏ ngựa đi. Đi bỏ ngày ngựa tung chuồng đi. Lạc vô bẫy nữa các bạn. Nào mình đừng bày ngựa to đồng ngựa các bạn. Ngựa bữa nay bự bự không bạn. Con nặng mấy. Cái này mình đừng mấy con này. Mà con nào cũng mấy nó dài dài. Con nặng đã đi. Con ngựa nó mà chịu đi gỡ đi nữa các bạn. Rồi, thôi mình vô lối vô chuột ra. Không phải máy nhiều lối vô gặp lại các bạn ơi. Các bạn mời các bạn. Rồi, ở đây mình có một cái các bạn ơi. Bà xã mình nó thăm chúng gắn mini để mình. Để mình thăm cái coi. Điểm này êm lắm nha các bạn. Dòng này nè, còn mấy cái bào ủ ủ nè các bạn. Nó hay chung vô đây để mà kiếm chuột ăn nè. Đặt chỗ này. Đó là đây chắc chết với mình chứ không đâu vậy. Đây. Nặng ôi nặng lắm. Nặng nữa hả? Nặng lắm. Có kẹt cây gì không ta? Trời gãy cây quá. Gãy cây. Ôi nặng thiệt. Nặng thiệt các bạn ơi. Nặng thiệt. À trời. Vô chú vô bạch mã ôn nữa các bạn ơi. Cho rồi con không ngồi. Lú cái đầu cho bá luôn nha. Bạn thấy bạch mã ôn không? Trời quá luôn bạn ơi. Đây cho sáng bắt cho quăng xem nha. Chỗ nó sáng mà tại vì quay máy này trong tối nó nhìn không có rõ lắm. Thì ra ngoài nắng này cho nó dễ hơn, nó thấy rõ hơn cho bạn xem nó rõ nha bạn. Cho nó nhìn nó bắt mắt hơn, tỏ nó trăng kiết các bạn ơi. Nó vàng. Cái này mới vô gì mà nó mạnh nó ấy nè, nó giọt tung. Mới vô nó bóng lưỡng rồi. Nó bóng thiệt nha. Cái này có lạ. Cái này nó ra hũ đất cái này tao. Con ngựa nó chạy roi không nghe ha. Vừa con cỡ 700-800 gram. Cỡ một con ha. Mùa này mua ngựa là
ngựa nhiều quá bởi vì nó có mùa này xịt thuốc cỏ hết trơn, chết cỏ hết trơn mà phải thả ngựa ra đi ăn ta vậy đó. Ngựa bữa nay sức chuột nói coi chị mới giận mà. Ngựa cũng có mùa đó hả? Có chứ, là ngựa cũng có mùa là nhớ nha các bạn, tâm mấy đứa cái mùa này là mùa ngựa nghe, nhớ tới mùa ngựa nha các bạn. Mùa này là ngựa đang lan nè, tới mùa ngựa xưa giờ mới thấy. Đó đó đó, bay ra vậy đó. Chẳng nãy chị ơi, giống con bữa nãy. Nãy nằm xuống đi, để nằm xuống nè. Con nãy nó hùng lắm. Ồ. Con này không không rồi. Này á, ồ này á, đâu này á. Ẹt ẹt. Ồ. Để cầm gần lại, cầm gần cái khúc đầu đó nha, nguy hiểm nha, nguy hiểm nha ta các bạn. Nó hung quá. Trời ơi. Nó không chịu vô lắc tôi nào ông nội mẹ ơi. Trời ơi, nó cào. Nó thú quắc mà sao chịu vô. Trần cái tay để nó. Kìa kìa, quay anh, đừng đút tay vô. Cạp cho nó đó đó. Đó đó. 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 Cắn điện thoại luôn các bạn. Đó. Trời ơi, nó không giữ bạn. Nó cạp cái chân nó không ra luôn. Cạo cái điện thoại chút xíu nó nuốt cái điện thoại anh luôn. Ôi trời ơi. Nuốt cái điện thoại của anh không anh luôn nha các bạn. Ôi ôi nó không có người đó đó. Các bạn nghe chưa? Đó. Đó, nhìn này, nhìn này, nhìn nè. Đó, nè. Dính căng camera luôn các bạn ơi. Trời chắc hư camera mình quá các bạn. Bể camera luôn á. Bể camera luôn rồi. Đó, tới tầm cắn đi. Nó không giữ hoài trời. Đó. Trời ơi trời. Đẩy cái thiệt hậu này đông. Đẩy cái quay của mình luôn. Rồi thôi mình vô vượt lưới các bạn ơi. Chưa rồi. Đói bụng rồi các bạn ơi. Đi cắt nước nữa. Bây giờ anh em mình thăm tới đây mình các bạn. Rồi, tiếp theo mình có cá các bạn ơi. Cái này không thẩm chạy được con hành. Này sao đây không biết. Để cắt nữa bỏ hố luôn các bạn thấy không, khó ăn lắm nè. Ôi ôi nặng nặng các bạn ơi, nặng đít dữ à, nặng đít à. Ui khá nè, quá trời nặng đít luôn rồi. Ôi con hành các bạn ơi, hành con hành nó bự, con này bự lắm ta. Bự không, bự không? Bự lắm. Ôi, to quá các bạn ơi. Ở đồng mát bắt Tâm ơi. Ôi con này bự lắm các bạn ơi. Đi đi. Đi. Đồng mát qua bắt các bạn ơi. À, Tâm bảy núi các bạn. Kinh chuối tấp bẹt. Tâm bảy núi. Bắt hai mắt. À. Rồi, rồi. Mở rồi. Rau ngâm nấu và bảy con thịt thôi. Cái này hoa hành quá đây đó. To đùng các bạn. Còn cỡ nửa ký nha các bạn. Xinh quá các bạn ơi. Xinh xướng nha. Chuột thúi quá thúi. Chuột thúi quá thúi các bạn, ói chuột ra. Quá thúi rồi. Mình sẽ xử lý nó ngay thôi để nó thúi chịu không nổi các bạn ơi. Rồi nó bự quá sọt nó cũng hơi lâu. Mày đại ca ra nha. Ừ, ở đó đó, từ từ dữ. Nó chui lên trên. Còn cây nữa nè anh, bút thêm cây nữa. Cho nó mà gạt màu dễ. Đâu, phải. Trời ơi. Quá trời gắn luôn quá. Lẹ. Chụp gắn lỗ con mèo luôn các bạn. Sướng rồi các bạn. Quá đã. U nu quá lộng các bạn ơi. Con này cỡ nửa ký á. Gần trên nửa ký. Nửa ký các bạn. Bỏ vô luôn nha các bạn. Tiếp tục vô cái lưới luôn các bạn.
trời, nhìn nó hũ hành nó ngon các bạn ơi. Một gắn này gắn hổng gầy mối gà nè các bạn. Hổng gà trời mưa các bạn. Đúng. Rồi cái lông lộn trời nắng. Hổng gà hóc quá. Rồi tối mới mưa 2-3 ngày nay mưa các bạn. Giờ cái ông anh ổng đi thăm. Cái giờ nó chạy mà. Nếu mà các bạn nào có đặt thì các bạn biết à. Khi nào mà trời nắng quá trời mưa lại là cố gắng đi nha các bạn. Rồi giờ anh em mình sẽ đi tiếp thôi nha. Rồi tiếp đây mình có cá các bạn ơi. Để đến này mình đặt 5 cái nha các bạn. Cua hàng các coi. Nặng không đây? Có nhà hiệu ta. Nhã quá các bạn ơi. Trời, chú chuột chạy ra chào nữa. Ủa sao có cái cá? Có cá các bạn ơi. Con cắn mini. Còn chú chuột luôn. Chuột vô xử không kịp à. Đỉnh nữa. Luôn, đây. Dính thêm con nữa nha các bạn. Không ngựa hấu hành anh. Hấu hành hấu đất mà đen đen anh ạ. Cái chừng hấu đất nha. Nó kỹ thôi. Hấu hành. Hấu đất này. Hấu hành các bạn ơi. Đúng rồi, hấu đất là vô rồi. Chính sướng. Hấu đất cũng nhỏ xíu chứ gì. Rồi tiếp đây mình có một cái nữa nè các bạn. Ủa rồi các bạn có nhầm hổng mình đặt đổ quên chết gã sát luôn các bạn ơi. Gã sát một chục luôn. Ui hẹn cái có gì không đây. Có gì không đây. Rồi tiếp chục còn nguyên luôn các bạn ơi. Rồi đây là cho nó ấm đi. Rồi ốp máy tới 7 mình thăm qua cho các bạn xem nè. Rồi thì cái thành quả của mình hôm nay là được bấy nhiêu đây các bạn ơi. Các bạn xem nha. Để lên tập đây các bạn à, thì sớm cho mấy anh em mình đi thăm đây cũng được như đây các bạn. Nói chung thì cái này cũng cỡ 3-4 kg các bạn. Tại vì biết ra sao không? Đây bữa nay gắn bự không à. Ổ ngựa con nào mấy chà bá lửa nha các bạn nhìn nè. Họ thấy chưa? Con hành cũng to nữa nha các bạn. Con hành cũng bự hơn con nửa ký trở lên nha các bạn. Có mà hai con này mini này nha các bạn. Quá bự các bạn. Quá đã các bạn ơi. Hát sướng sướng. Rồi giác mới được, giác mới về mới được. Tứ tứ. Đây là tâm bãi núi các bạn. Còn đây là nơi phía sau. Rồi clip mình đây cũng xin kết thúc. Rồi chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Xem thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai chồng mình và em Tâm ha. Tâm thì Tâm bãi núi nha. Còn đây là nữ thời săn và bà xã mình kênh nữ thời săn vlog nha các bạn. Rồi bye bye.